4 con giáp may mắn rằm tháng 12 âm lịch này, các bạn là những người số đỏ, được thần tài để ý, lộc ai người đó cứ thế mà hưởng. Thời điểm cuối năm đang đến gần, ai cũng mong mình có thể bứt phá trên con đường tiền bạc để có một cái Tết Quý Mão năm 2023 ấm no sung túc, đặc biệt là trong ngày rằm tháng chạp này. Cùng xem tuổi nào sẽ may mắn ghi tên trong bảng vàng giàu có của thần tài nhé. Một là tuổi Sửu, tam hội giúp sức. Người tuổi Sửu cảm thấy rất hăng hái khi bắt tay vào công việc được giao, làm gì cũng nghiêm túc và có trách nhiệm, nên lộc đến cứ thế mà hưởng. Trong khoảng thời gian vừa qua, Sửu phát triển không mấy suôn sẻ. Mặc dù đã cố gắng hết sức để được nhiều người tán thành và rất chăm chỉ trong công việc, nhưng tính cách kiệm lời và gò bó khiến họ không thể hiện được sức mạnh của mình. Điều này cũng khiến cơ hội kiếm tiền bị tuyệt mất. Nhưng thời gian gần đây, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền nên Sửu đã mạnh dạn hơn và vô cùng chăm chỉ thể hiện năng lực của bản thân mình. Không để người khác cướp mất cơ hội làm ăn của mình, buôn bán Tết cũng thuận lợi hơn. Là con giáp may mắn rằm tháng 12 âm lịch, Sửu chưa bao giờ để người khác phải phàn nàn về chuyện nợ nần, tiền bạc của mình. Bạn sống rất thẳng thắn, rạch ròi, ghét nợ người nên vô cùng sòng phẳng. Bạn khá tự tin trước những thử thách mới, dù sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng sự giúp đỡ thân thiện của đồng nghiệp và sự ủng hộ hết mình của gia đình sẽ khiến bạn dũng cảm tiến lên phía trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tuất. Thiên tài che chở, tình hình tài chính của người tuổi Tuất có những tín hiệu khá tích cực. Bạn có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy thử sức mình xem sao, bạn có thể kiếm được về một khoản kha khá. Mối quan hệ giữa bạn với các cá nhân ở nơi làm việc suôn sẻ, bất kể là với sếp, với đồng nghiệp hay là cấp dưới, bạn có thể hòa thuận nên công việc tiến triển rất thuận lợi. Rằm tháng 12 âm lịch này, bạn có cơ hội thể hiện tài năng lãnh đạo, nên hãy tận dụng để được tăng lương, xét thưởng nhé. Tuất như được quý nhân phù hộ, quý nhân của bạn đẹp như cầu vồng, phúc lộc từ trên trời rơi xuống, không mời mà đến, kiếm tiền dễ dàng, luôn đạt được mục đích của mình, cuộc sống của bạn vô cùng may mắn. Với khí thế kiên cường, Tuất không sợ hãi, những trở ngại trong công việc trở thành động lực để bạn tiến về phía trước. Tận hưởng niềm vui thành công chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của bạn. Người sinh năm Tuất tính tình cương trực, ngay thẳng. Họ là người trọng khí nghĩa, giữ chữ tín, có ý chí và nghị lực. Đây là người thông minh, sôi nổi, dám nghĩ, dám làm, cũng rất nhạy bén với thời cuộc. Họ ôm trong mình hoài bão lớn, khao khát gây dựng sự nghiệp, tạo dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc. Tuy nhiên, người tuổi Tuất có phần nóng tính, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngoài ra, cần sửa thói ham hư vinh, không kiên định. Có vậy thì vận may tất sẽ tới. Đặc biệt là nữ giới tuổi này có sức hấp dẫn lớn với người khác phái. Con giáp này là người sống vì gia đình, quan niệm khá bảo thủ. Nếu hai vợ chồng có hiềm khích, nghi kỵ thì nên cố gắng quan tâm chăm sóc, thấu hiểu cho nhau. Sự nghiệp người tuổi này tuy không được một bước lên mây như diều gặp gió, nhưng nếu xác định rõ mục tiêu phấn đấu, kiên trì nhẫn nhịn thì sẽ dần tiến lên theo từng bước, đạt được những điều mình mong muốn. Tuổi Tuất không có nhiều cơ hội phát tài, nhưng nhờ chăm chỉ, cần cù nên cũng đạt được những thành quả nhất định. Về sức khỏe, người sinh năm Tuất dễ mắc các bệnh về dạ dày, tiêu hóa, cần chú ý hơn trong chuyện ăn uống cũng như chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ hàng ngày sao cho hợp lý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Hợi. Tam hội nâng đỡ, người tuổi Hợi có cơ hội gặp quý nhân trong ngày hôm nay. Có thể là những người lớn tuổi hoặc người quen, họ sẽ cho bạn tiền hoặc giúp bạn kiếm tiền. Dù là con giáp may mắn rằm tháng 12 âm lịch, nhưng khuyên Hợi là gặp chuyện tốt chớ vội vàng, gặp khó khăn cũng chớ nản lòng, giữ thái độ tích cực có thể khiến vận may của bạn mạnh mẽ hơn. Hợi khát khao thể hiện bản thân rất mạnh mẽ, luôn muốn thể hiện mình trước mặt cấp trên và chứng minh năng lực với mọi người xung quanh. Nhưng dù là trong hoàn cảnh nào thì nếu bạn thể hiện quá nhiều sẽ bị đồng nghiệp chèn ép, cấp trên thì chán ghét.
Bạn có thể lên kế hoạch và hoạch định con đường phát triển của bản thân từ dịp giảm này để khiến cuộc đời ngày càng gặp nhiều may mắn. Vừa có tiền, vừa có quyền, không gì sánh bằng. Người sinh năm Hợi thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng sâu xa và không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng, không chút vẩn đục. Tuy nhiên, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền hay chỉ trích người khác, hay bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu sự nhẫn nại, hay dựa dẫm vào người khác và không giỏi xã giao. Lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện, đẩy đưa nên ra ngoài xã hội gặp chuyện mâu thuẫn với người, bị mọi người ghét bỏ và xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng người tuổi Hợi vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối và bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp người tuổi này khá phát triển bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Người tuổi Hợi được thần tài nâng đỡ, cả vận tài chính và thiên tài đều rất tốt. Dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên hành sự thì nên cẩn trọng, chờ thấy thắng lợi nhiều mà bất cần. Chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. 4 là tuổi Thìn. Tam hợp giúp sức, người tuổi Thìn hãy cố gắng xây dựng những mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong thời điểm này để thu về cho mình khoản tiền lớn. Bạn linh hoạt trong tâm trí, xuất sắc về trí tuệ, cảm xúc và khéo léo trong mọi việc. Bạn không chỉ có năng lực mà còn quyết đoán và can đảm. Bạn là một người chơi quyết liệt trong chuyện kiếm tiền, làm giàu. Bạn đang thịnh vượng và bạn có thể mang lại sự gia tăng của cải thông qua nỗ lực của chính mình. Đồng thời cũng có những bất ngờ về phần tài lộc, tuổi Thìn có thể nắm bắt các cơ hội để phát huy tài năng cá nhân. Những người đang kinh doanh buôn bán thì nên cân đối hàng hóa, nhập thêm hàng hoặc là bày biện lại gian hàng sao cho đẹp mắt. Nếu bạn làm được thì sẽ thu hút được rất nhiều lộc lá cuối năm nay. Tuổi Thìn phần đông có vận thế tốt đẹp, tài năng bẩm sinh có dịp phát triển mạnh mẽ. Người tuổi Thìn được trời phú cho khả năng làm ra tiền bạc. Song trong cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều người phải trải qua nhiều gian truân. Có người vì mưu sinh hoặc vì công danh mà dục vọng, thôi thúc đã khiến hiện ra bên ngoài rất rõ bằng cách thay đổi nghề nghiệp, chuyển đổi nơi làm việc hoặc cơ quan liên tục. Phần lớn là người tuổi Thìn thích đi giao lưu đây đó và tất cả các chuyến đi của họ đều tỏ ra thành công vừa ý. Về gia sản với người tuổi Thìn, có người tự lo, tự mưu sinh. Có người lạ lại cho tiền hoặc do người khác thân quen, điền ơn, đáp nghĩa tạo dựng. Trong cuộc đời họ thường có đầu óc, quy mô làm ăn lớn, tuy nhiên lại chỉ thành công lúc đầu và càng về sau càng kém hơn. Chính vì vậy, tới lúc trung niên cần có kế hoạch chi tiêu để gìn giữ của cải. Nhìn chung về tuổi Thìn thì mọi việc đều đạt được, khi họ mất của, thất đồ, lạc đồ đều dễ dàng tìm thấy. Nói tóm lại, nếu họ biết phát huy những ưu điểm và khắc phục được nhược điểm thì hy vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.